Những ngày qua, việc Hoàng Linh, em gái Á hậu Hoàng Thùy trở thành nữ chính chương trình Người ấy là ai mùa 3 nhưng lại không được phát sóng dù đã ghi hình, đã gây nhiều ồn ào. Trên trang cá nhân, Hoàng Linh cho biết cô quay chương trình vào ngày 5 tháng 5 và dự kiến sẽ lên sóng tập 9 hoặc tập 10. Nhưng phía ban tổ chức lại thông báo bị mất hai số do file bị hư, phải mang qua Singapore sửa. Người đẹp bức xúc và chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Trước sự việc này, tối ngày 14 tháng 8 năm 2020, nhà sản xuất Người ấy là ai đã chính thức lên tiếng. Theo đó, đại diện nhà sản xuất chương trình cho biết, hôm 18 tháng 7 năm 2020, họ đã trao đổi với Hoàng Linh về sự kiện bất khả kháng do lỗi hư ổ cứng chứa file ghi hình dẫn đến tập của cô không thể lên sóng. Qua trao đổi bằng tin nhắn trên Facebook, em gái Hoàng Thùy đã hiểu rõ về sự cố và thống nhất không phát sóng tập này. Tuy nhiên, đến ngày 7 tháng 8 năm 2020, Hoàng Linh lại bất ngờ đăng tải bài viết thể hiện sự bức xúc. Bài viết này theo đại diện nhà sản xuất là sai sự thật và làm ảnh hưởng hình ảnh uy tín của chương trình cũng như nhà sản xuất. Phía nhà sản xuất cho rằng Hoàng Linh đang vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng mà hai bên đã ký kết trước khi thực hiện ghi hình. Chính vì thế, họ đã gửi công văn đến Hoàng Linh yêu cầu xóa bỏ bài viết trên trang cá nhân, đồng thời đăng thông tin đính chính và xin lỗi chương trình và nhà sản xuất. Bên cạnh đó, đề nghị Hoàng Linh làm việc với các bên liên quan, đơn vị báo chí và truyền thông đã đăng tải bài viết để đính chính lại thông tin. Đến hết ngày 14 tháng 8 năm 2020, nếu Hoàng Linh không phản hồi thì phía chương trình sẽ tiến hành các hành động pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của hợp đồng và luật định. Hiện phía Hoàng Linh vẫn chưa có động thái gì trước tuyên bố từ nhà sản xuất Người ấy là ai.